về cuộc sống của những người Việt Nam ở xứ người. Thì mọi người ơi, khi mà qua Úc thì là một cái đất nước rất là xa lạ, và đi máy bay cũng khoảng 8 tiếng thì mới tới được nước Úc. Những người mà đi được máy bay á, thì rất là may mắn, còn rất là thương những người ngày xưa đi qua đây á, bằng những cái đường định cư khác nhau, đi bằng tàu, có nhiều cách để đi. Vì cái hoàn cảnh thì cũng phải ra đi thôi, nhưng mà nói chung thì xứ người mà qua đây thì phải cố gắng làm lại từ đầu. Như mình ngày xưa qua đây là hai bàn tay trắng, mọi người ơi, không biết một chữ tiếng Anh luôn, phải học lại. Rồi mà không có tiền đi học nữa mọi người, thì phải tự học, mượn sách về học, vô thư viện mượn sách, rồi đọc báo, xem tivi, rồi có những cái bài báo về nước Úc hay sao thì mình muốn tìm hiểu về cái phong tục tập quán thì mình cũng phải đọc để mình tìm hiểu, không hiểu thì mình tra từ điển. Không phải là đơn giản mọi người, rất là khó khăn, nhưng mà phải cố gắng thôi. Thì qua đây cũng 20 mấy năm nhưng mà mình thấy thì tưởng như là mình mới qua ngày nào vậy đó. Mới qua Úc hồi nào vậy đó. Tôi thấy như là mình là người mới vậy thôi. Tại vì mình cũng không có đi đâu nhiều, tại chỉ qua rồi lo học, rồi lo làm, để lo cho gia đình, rồi lo cho bản thân, rồi mua nhà cửa, rồi trả nợ nhà. Nói chung là tất tần tật công chuyện phải dồn dập mà lo đủ thứ hết, thì không có thời gian mà đi du lịch ở đâu đâu mọi người. Úc thì mình qua định cư được 23 năm, đúng là năm 2000 mình qua Úc. Mà mình chỉ có biết là Melbourne với Gippsland và ở Cairns. Cairns là cái nơi là mình có mẹ nuôi người Úc, nhận mình làm con nuôi, thì lên đó sinh nhật của bà, rồi lâu mình lên mình thăm bà. Thì Cairns là cái tiểu bang nắng ấm Queensland, trong một như một cái thành phố của một cái tiểu bang đó đó. Từ đó mà về Việt Nam khoảng 3 đến 4 tiếng đi bằng máy bay. Thời tiết y chang như Việt Nam nha mọi người. Mình cũng rất thích, nhưng mà tại vì mình qua đầu tiên là ở Melbourne, cho nên mình định cư ở Melbourne, và sau đó mình mua về, di chuyển về cái vùng Gippsland. Nó giống như là cái miền Tây, cho nên mình thích. Giờ mình ở đây cũng được mấy năm mọi người ơi, rất là đẹp, cảnh rất là đẹp, yên bình lắm. Núi cũng có, biển cũng có, và nói chung là rừng núi nó mình hòa quyện vào thiên nhiên á mọi người. Mình thích. Thì nhân dịp đây mình cũng chia sẻ, trên cái khu này thì có rất là nhiều người làm farm. Cái khu này là nổi tiếng về cái nông trại và làm farm ở nước Úc, chăn nuôi bò sữa, rồi nuôi bò để lấy sữa nè, rồi làm sữa, rồi làm phó mát, làm chi đó. Rồi người ta trồng những cái rau củ quả, rau củ quả mà để xuất khẩu đi các nước khác, và cũng có xuất khẩu về Việt Nam, và cho những người dân ở đây người ta sử dụng cam, táo, chanh, bưởi, rồi cà rốt, khoai tây, củ hành, nói chung là nhiều lắm. Cải nồi, cải đỏ, khoai lang cũng có nữa mọi người. Cho nên nếu như mà ai mà có dịp nào qua đây á, muốn đi du lịch cái khu cái dòng quanh cái Gippsland này mà để thăm những cái khu nông trại á, thì cứ liên lạc với mình thì mình sẽ hướng dẫn, tại mình cũng làm thêm về du lịch đó mọi người. Và có những cái chỗ người ta trồng nho, rồi người ta sản xuất rượu nho luôn, rồi nói chung là rất là thiên nhiên ở đây mọi người. Kiểu như là người ta trồng rất là nhiều loại rau củ quả, và thậm chí người ta cũng trồng nhiều ô liu và để mà sản xuất ra dầu ô liu, rất là tốt cho sức khỏe của mọi người sử dụng khi sử dụng nó. Thì làm farm ở đây thì thấy người Việt mình rất là cần cù. Qua đây thì làm, thì nếu như mình cố gắng làm thì cũng có tiền lắm mọi người. Nó có nhiều cách để đi, qua du lịch cái dạng nhưng mà tay nghề á, du lịch hoặc là du lịch cái dạng mà để mà bảo lãnh theo cái kiểu mà làm farm, có những nông trại chủ farm người ta bonsor mình, nó bảo lãnh mình đó, thì qua cũng làm có tiền. Làm farm ở Úc là rất là cần mọi người, bây giờ là rất là nhiều người muốn qua đây để đi làm, và
rất là nhiều việc. Cho nên nếu mà ai mà có muốn qua đây mà để làm thêm công chuyện này thì cứ liên lạc mình, thì mình có cách gì mình sẽ chỉ cho mọi người để qua mà làm cho có tiền lo cho gia đình ở Việt Nam. Nói chung là nhiều cách để qua, thì mọi người cứ tìm hiểu trên mạng, là trên website hay là ngay chỗ mà tòa đại sứ của Úc và Việt Nam, thì thích theo đi dạng nào, thì nếu mà qua đây được thì cứ liên lạc mình sẽ hướng dẫn cho đi hái trái cây, làm rau củ quả, nó nhiều việc để làm. Thì mình không có biết nói gì nhiều hơn, thì mình cứ cái lòng mình nghĩ là làm sao mình muốn giúp những người muốn qua đây. Thì mình đã ở ngay cái khu này, là cái khu là nó nổi tiếng về nông trại của nước Úc, thì mình muốn giúp ai mà muốn qua được thì mình sẽ giới thiệu và mình liên lạc với những chủ farm để mà mọi người qua đây rồi làm kiếm tiền. Có dịp nào mình có đi tới những cái nông trại đó thì mình sẽ quay cho mọi người xem, rồi tìm hiểu thêm. Bữa nay thì mình chỉ nói là về nói chung chung vậy thôi. Đó, thì mọi người qua đây được cố gắng, được thì dành dụm, ai cũng vậy, như tiên ngày xưa cũng vậy, qua đây thì cũng phải cố gắng học lại rồi làm để có tiền lo cho gia đình. Tại sao Việt Nam sao chiến tranh thì khổ lắm mọi người ơi. Nói chung là ai cũng phải cần đi làm để lo mưu sinh, ở nước nào cũng vậy, cũng phải làm mới có tiền để mà sống chứ. Thời buổi này mà không có việc làm là cũng vất vả lắm mọi người ơi, cơm áo gạo tiền mà ở đâu cũng vậy. Thì một ngày mình chúc cho mọi người cả nhà có một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, sức khỏe là ưu tiên nha. Thì nếu mà ai mà có muốn hỏi thêm về vấn đề sức khỏe thì cứ liên lạc mình, thì mình hiểu có được tới đâu thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người về cái khả năng, trong khả năng hiểu biết của mình, cách ăn uống thì sao, giữ gìn sức khỏe, rồi nó nhiều cái, rồi cách tập thể dục sao mình để mình giữ được ổn định tinh thần. Nói chung là tinh thần mình khỏe thì mình mới có nhiều năng lực mình làm việc, mình mới lo cho tương lai của gia đình và con cái. Ai có con thì phải lo con dài dài luôn, con rồi cháu luôn. Thì video tới đây cũng đã dài rồi. Mình chỉ nhắn nhủ như vậy thôi, nếu như ai mà có qua đây được muốn đi làm farm, mình ở ngang cái chỗ là chánh của nó, chỗ mà nông trại rồi đó, thì cứ liên lạc mình, comment dưới, mình sẽ liên lạc và tìm cách giúp cho mọi người nha. Mình chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Mình đã chúc rồi nhưng mà mình thích chúc nữa, để cho mọi người lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Thích thì cho mình một like, subscribe mình để mình có động lực làm thêm. Và mình rất rất là cảm ơn mọi người nha. Tại vì mình mới làm thì mình cũng muốn mọi người ủng hộ mình một chút xíu, rồi góp ý mình để mình có biết mình có làm được hay không. Chứ là mình còn quá dở luôn, nói thật đó, mình quá dở luôn. Nhưng mà không sao đâu, cố gắng. Mình cứ có sao mình nói vậy thì không có soạn bài, không có nghĩ gì, cứ bữa nay cái muốn đi tập thể dục xong cái muốn nói vài lời với mọi người thì cứ nói vậy thôi. Thì có gì sai sót thì mọi người thông cảm cho mình nha. Mình tạm biệt.